Conte chỉ ra ba cầu thủ không còn tương lai ở Inter. Theo tân huấn luyện viên Antonio Conte của Inter Milan chia sẻ, bộ ba cầu thủ Mauro Icardi, Radia Nainggolan và Ivan Perisic được phép rời câu lạc bộ tìm đến đâu mới. Hiện tại ba cái tên được Conte cho phép rời sân Giuseppe Meazza có Mauro Icardi, Radia Nainggolan và Ivan Perisic. Đây cũng là những gợi ý trong gói combo Inter cho phép Quỷ Đỏ lựa chọn một trong ba cái tên kèm theo tiền mặt để đổi lấy Lukaku nhưng không thành công. Về trường hợp của Icardi, anh không có mặt trong chuyến du đấu châu Á với Nairobi và Conte tiết lộ thời gian của anh tại câu lạc bộ này đã kết thúc. Còn sau trận MU để thua 0-1 trước Inter trên sân vận động Singapore, Conte thừa nhận Perisic không phù hợp với chiến thuật mà ông đang xây dựng. Toàn đội vẫn đang làm việc tích cực nhưng có những trường hợp không còn dấu hiệu đó. Tôi cũng không nghĩ Perisic phù hợp với vai trò mà tôi đang yêu cầu. Vị trí duy nhất mà cậu ấy tạm thời có thể chơi là trung phong, từng được xếp đá ở hiệp 2 trận thua MU vừa qua, nhưng tôi cũng không chắc chắn về điều đó. Về phía tiền vệ Radia Nainggolan, cầu thủ người Bỉ cũng sẽ ra đi và mặc dù muốn trở lại Rome, anh vẫn đang cân nhắc thêm sau khi nhận được lời đề nghị từ câu lạc bộ Trung Quốc Dalian Zhefeng và Shanghai Shenhua. MU hoàn tất thương vụ Bruno Fernandes trong tuần tới. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dự kiến trong tuần tới, Manchester United sẽ hoàn tất thương vụ chuyển nhượng với tiền vệ Bruno Fernandes của Sporting Lisbon. Theo nhà báo Premier League của bein, thì Manchester United đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận liên quan đến động thái của tiền vệ Bruno Fernandes của Sporting Lisbon. Quỷ Đỏ đang hy vọng sẽ kết thúc một thỏa thuận với tuyển thủ Bồ Đào Nha vào tuần tới. Fernandes, người đã cùng Sporting Lisbon nâng cao chức vô địch Cúp Liên đoàn Quốc gia, có điều khoản giải phóng hợp đồng 90 triệu bảng. Tuy nhiên, truyền thông Anh và Bồ Đào Nha cho hay MU sẽ gửi lời nghị 50 triệu bảng cho tiền vệ 24 tuổi và hy vọng sẽ sớm chốt được với đội chủ quản. Trước đó, Bruno Fernandes là trường hợp dự phòng của ban lãnh đạo MU trong trường hợp họ để tiền vệ Paul Pogba ra đi. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer xác nhận ngôi sao người Bồ Đào Nha là mục tiêu chính của ông trong việc gia cố hàng tiền vệ. Bất chấp tới tương lai của Paul Pogba, người khả năng sẽ tiếp tục ở lại sân Old Trafford sau khi những đội bóng quan tâm tới anh là Juventus và Real Madrid dường như đã quyết định rút lui. Cũng liên quan tới việc chuyển nhượng tiền vệ Fernandes, hôm thứ Sáu vừa qua, ban lãnh đạo Sporting Lisbon cũng xác nhận Manchester United lần đầu tiên kể từ khi thị trường chuyển nhượng mở cửa đã đưa ra lời đề nghị chính thức cho cầu thủ 24 tuổi. Tuy nhiên, đội bóng Bồ Đào Nha chưa có động thái sẵn sàng để cho tiền vệ này ra đi. Barcelona đã thỏa thuận mua Junior Firpo. Junior Firpo đang trên đường đến Nou Camp. Theo tiết lộ của Radio Marca, hôm qua, Barcelona đã đồng ý trả cho Betis 30 triệu euro để có được hậu vệ trái 22 tuổi. Theo tiết lộ mới nhất trên kênh Radio Marca, nhà đương kim vô địch La Liga, về cơ bản đã hoàn tất thương vụ mua hậu vệ trái Junior Firpo. Đàm phán căng thẳng giữa Barca và Betis trong buổi chiều ngày hôm nay đã đi đến hồi kết, làm hài lòng cả hai phía. Radio Marca khẳng định đội bóng xứ Catalan đồng ý trả cho Betis 30 triệu euro để có được Firpo. Kèm theo đó, Barcelona sẽ cho Betis mượn hậu vệ 19 tuổi Juan Miranda trong thời hạn 1 năm, xem như một phần trong thương vụ Firpo. Trước đó, đã có nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu theo đuổi Firpo, trong đó phải kể đến những cái tên đình đám như Manchester City, Manchester United, Liverpool. Tuy nhiên, không đội bóng nào đưa ra được mức giá hợp lý như Barca. Đội bóng xứ Catalan tỏ ra vô cùng kết cầu thủ 22 tuổi. Thậm chí, từng xuất hiện tin đồn Barcelona sẵn sàng chi 50 triệu euro để giải phóng hợp đồng của Firpo. Trong trường hợp Betis kiên quyết không nhả anh, nếu mọi chuyện suôn sẻ, nhiều khả năng Firpo sẽ có mặt ở Barcelona để kiểm tra y tế trước khi chính thức ký hợp đồng với nhà đương kim vô địch La Liga. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về điều khoản hợp đồng giữa Barca với hậu vệ trái 22 tuổi này. Real Madrid từ bỏ mục tiêu Paul Pogba. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, huấn luyện viên Zidane của Real Madrid đã bóng gió về khả năng đội bóng sẽ từ bỏ thương vụ chuyển nhượng của tiền vệ Paul Pogba từ Manchester United. Real Madrid đang lên cuộc mua sắm ở kỳ chuyển nhượng hè 2019 để mang về những tân binh chất lượng như Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy để cố gắng lấy được vị thế mà họ đã mất vào tay Barcelona mùa trước. Bên cạnh những cái tên xuất sắc được đem về sân Bernabeu, huấn luyện viên Zidane cũng rất muốn thêm Pogba để hoàn thành bộ khung mà ông ưng ý nhất. Tuy nhiên, có vẻ như thương vụ này đã gặp khó khăn khi mà đội chủ quản Manchester United cương quyết không bán Pogba với mức phí ít nhất là 150 triệu bảng. Chưa kể, chủ tịch Florentino Perez dường như cũng chẳng mặn mà trong việc chiêu mộ nhà vô địch World Cup 2018. Trả lời phỏng vấn trước trận đấu với Bayern Munich tại ECC 2019, huấn luyện viên Zidane đã đề cập tới vấn đề chuyển nhượng của Real. Chúng tôi cần tôn trọng mọi người, nhưng điều duy nhất tôi có thể nói từ câu lạc bộ là chúng tôi biết những gì chúng tôi muốn làm. Một điều gì đó có thể xảy ra cuối tháng 8, chúng tôi có thể có một số thay đổi. De Gea gia hạn với MU, lương 117 triệu bảng trên 6 năm.
David De Gea trở thành thủ môn nhận lương cao nhất thế giới khi chấp nhận ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 6 năm với Manchester United. Hợp đồng hiện tại của De Gea với MU sẽ đáo hạn vào mùa hè 2020. Màn trình diễn thảm hại của Quỷ Đỏ trong mùa giải trước cộng với phong độ giảm sút thê thảm ở giai đoạn cuối khiến nhiều người tin thủ môn 28 tuổi đã hết động lực với Manchester United. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với De Gea cho biết anh vẫn rất tin tưởng vào khả năng quay lại đỉnh cao của MU, đồng thời biết ơn sự quan tâm của huấn luyện viên cùng ban huấn luyện nên đồng ý vào bản hợp đồng mới có thời hạn 6 năm. Theo đó, với giao kèo sắp ký, De Gea sẽ ở lại Old Trafford tới năm 2025, đồng thời tăng đột biến mức lương lên 375.000 bảng mỗi tuần, biến anh trở thành thủ môn có thù lao cao nhất thế giới. Nếu hoàn thành trọn vẹn 6 năm với MU, De Gea sẽ bỏ túi trọn vẹn 117 triệu bảng, một con số vô cùng khủng khiếp. Thông tin này phát ra, làm giật Tottenham muốn có được De Gea của PSG. Đại diện Ligue 1 từ lâu đã theo đuổi cựu thủ môn của Atlético và muốn anh trở thành người kế nhiệm của Buffon. Tuy nhiên, MU đâu dễ dàng từ bỏ và cho Paris Saint-Germain tội nguyện. De Gea cũng có trận đấu đầu tiên tại Tô Du đấu hè của MU trong chiến thắng 1-0 trước Inter. Flamengo xác nhận ký hợp đồng đến năm 2021 với hậu vệ cánh trái kỳ cựu Philippe Luiz. Sau 3 tháng đàm phán, cầu thủ 33 tuổi này đã kết thúc hợp đồng với Atlético Madrid sau mùa giải 2018-2019 và quyết định chia tay đội chủ sân Wanda Metropolitano. Newcastle đã quan tâm với việc chiêu mộ Andy Carroll trong bối cảnh thương vụ 35 triệu bảng do Linton từ Hoffenheim chưa thể hoàn tất. Newcastle đang thiếu chân sút vì cả Solomon London và Anthony Perez đều đã ra đi, trong khi đó Carroll lại là cầu thủ tự do. Manchester United vẫn chưa thể chốt thương vụ Maguire. MU vẫn đang xúc tiến những khâu cuối cùng trong nỗ lực chiêu mộ trung vệ Hoàng Lý Maguire từ Leicester. Manchester United đã đưa ra lời đề nghị trị giá 70 triệu bảng nhưng bị Leicester từ chối. Tiếp đó, họ cũng bị bày cáo từ chối 80 triệu bảng. Theo một số nguồn tin, Leicester chỉ chấp nhận để Maguire ra đi với giá 90 triệu bảng. Như vậy, quá trình đàm phán mua Maguire chỉ còn vướng mắc ở 10 triệu bảng. Con số này sẽ là thước đo cho quyết tâm của MU nếu như họ thực sự muốn có trung vệ người Anh. Huấn luyện viên Thái Lan đặt quyết tâm đánh bại Việt Nam. Huấn luyện viên Akila Nishino thể hiện sự tự tin trong ngày ra mắt truyền thông Thái Lan trên cương vị thuyền trưởng của đội tuyển Thái Lan. Nhiệm vụ trước mắt của huấn luyện viên Akila Nishino là chuẩn bị lực lượng cho Thái Lan hướng tới vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào đầu tháng 9 tới. Thời gian chuẩn bị gấp gáp nhưng ông thầy người Nhật Bản tỏ ra tự tin sẽ đem đến những nét tươi mới cho Thái Lan. Tháng 9 này, cuộc đua tài lại vòng loại World Cup 2022 sẽ bắt đầu diễn ra. Từ nay đến lúc đó, chúng tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Tuy vậy, từ kinh nghiệm làm đội tuyển quốc gia Nhật Bản năm ngoái, tôi tin tưởng vào nguồn lực sẵn có của bóng đá Thái Lan. Toàn đội sẽ chuẩn bị tốt cho vòng loại sắp tới, ông Akila chia sẻ trước truyền thông xứ sở chùa vàng. Tại vòng loại World Cup 2022, Thái Lan nằm chung bảng G với Việt Nam, Malaysia, Indonesia, UAE và huấn luyện viên Akila sẽ có trận ra mắt chính thức trên cương vị thuyền trưởng. Đã cùng tiếp đón đội tuyển Việt Nam vào ngày 5 tháng 9. Bây giờ còn quá sớm để đạt mục tiêu xa hơn. Tôi cần thời gian để làm quen với bóng đá Thái Lan, tìm hiểu đối thủ đầu tiên của chúng tôi. Tuy vậy, tôi muốn vượt qua vòng loại World Cup này. Và trận đấu đầu tiên với Việt Nam sẽ là màn ra mắt của tôi. Tôi hy vọng Thái Lan sẽ chiến thắng Việt Nam, huấn luyện viên Akila khẳng định.